hello, chào cả nhà. Hôm nay mình phơi cái tí tô làm trà tí tô. Tại vì nghe người ta nói là cái trà này tốt mà mình cũng không biết thôi. kệ cứ thử. Tại vì dạo sau mình hàng ngày mình cũng ăn nó mà đâu có bị cái gì. Còn nếu mà ai muốn tìm cho rõ ràng hơn thì mình có thể vô google internet mình coi nha cả nhà. Đây là những cái cọng tí tô. Có một phần là mình mua của người ta và một phần nữa là mình hái từ trong vườn đây khi người ta bán cho mình người ta sẽ cắt cái ngọn như vậy và mình về mình sẽ rửa lại cho thiệt là sạch để cho nó ra những cái bụi bặm hay là những lúc mà lúc mà mình đang rửa thì mình kiểm tra lại coi ở trong cái kẹt cái ngách cái nhánh của nó có những cái con gì nằm trong đó không trước khi mình phơi tại vì mình phơi mình sẽ phơi nó để nằm dính trong cái lá nó cuốn quéo lại thì mình sẽ không thấy và khi mình ngâm trà uống thì là mình sẽ uống luôn cái chất của nó như cả nhà đây mình đang làm rất là kỹ lưỡng từng chút từng chút tại vì mình làm cho mình uống còn cái chuyện người ta làm mà người ta bán bio hay là sạch trăm phần trăm mình cứ nghĩ là như là nó sạch đi tại vì mình không thấy mà muốn chắc ăn thì mình tự làm mình mua thêm là tại vì một phần mình ủng hộ cái bạn đó ở nước đức người ta bán hàng rất là tốt tánh cũng tốt và gói cũng tốt và một phần mình sợ không đủ trong vườn mình mới năm nay nó có mọc lại á thành ra nó mọc một số và mình đã đây là cái cái này là cái của mình đây cái hành trình mình đang cắt hay cả nhà cùng theo dõi nha khi mình tự tay làm thì mình sẽ cẩn thận hơn là mình sẽ để cái rổ mình có một cái rổ lớn như vậy cho mình sẽ để ra để kế ở cái cây và mình bắt kế mình ngồi mình lết từ theo cái cây cái đó cũng là một cái thú vui một cái hobby của mình cả nhà những người bận rộn thì người ta sẽ không làm như vậy vì cái thời gian để mà đánh đổi cái cái giờ lại thì người ta đi làm việc sẽ được nhiều tiền hơn nhưng mà rảnh quá thì mình làm và mình thấy chắc ăn đây mình sẽ cầm từng lá là lúc rồi mình sẽ cắt đi và lúc mình cắt thì mình sẽ kiểm tra luôn là cái lá đó nó có sâu không nhưng mà cũng không được một trăm phần trăm thật là sạch đâu cả nhà nhiều cái lá mình chỉ thấy ở trên nhưng mà không thấy ở dưới tốt nhất là những cái lá mà có cái con bị con sâu lũm hết một phần thì mình không cắt mình chỉ cắt lá nguyên xong mình sẽ bỏ vô rổ và mình sẽ đem phơi coi như mình chỉ lấy phần trên thôi còn phần dưới thì mình sẽ không cắt và khi mình cắt mình chừa lại cái ngọn của nó với cái mục đích là cái ngọn của nó nó sẽ ra hoa và hạt nó sẽ rụng lại năm sau nó mọc lại như năm nay trong vườn mình hôm trước mình nhổ dục rất là nhiều cả nhà Bây giờ mình bỏ vô một cái túi lưới Và đây là những cái lá tươi mình sẽ cân thử Và sau khi cân xong thì mình thấy nó hơn 3 kg Và khi phơi xong thì nó còn lại hơn 300 gram Coi như là một kg lá tươi sẽ tương đương khoảng 100 cho tới 150 gram Tùy theo mức độ khô của nó cái túi lưới này khi mình đã thử rồi mình đi phơi thì nó không tốt rồi cả nhà và bây giờ mình dùng cái vòi nước và với cái kia phun xương thật là mạnh như vậy mình rửa từng miếng từng miếng từng khóm da trong thời gian rửa này mình cũng coi đi coi lại cẩn thận phía trên phía dưới cái rổ lưới này cái lỗ rất là to cả nhà Đó. thì nếu mà có những cái con sâu nhỏ thì nó sẽ lọt xuống nhưng mà những con sâu lớn thì nó sẽ nằm trong này luôn. <laughs> mình cái những video mình không có tính cách dạy dỗ hay là chia sẻ mà mục đích chính của mình là lấy lại những cái kỷ niệm những cái gì mà mình sinh hoạt hàng ngày ở xứ người cho cả nhà. Mình ở Đức cho tới năm nay là đã gần 30 năm rồi cả nhà. Do đó dù ít dù nhiều cũng có rút ra một số kinh nghiệm khôn và một số kinh nghiệm ngu <laughs> thành ra mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình sống mình thấy được cái đời sống hàng ngày của mình cả nhà cả nhà thấy thì ủng hộ kênh và nếu mà cái nào mình thấy tốt thì mình nghe theo làm theo không hay nghe theo xin lỗi và đây là vỏ trứng cũng như bả cà phê mình lấy từ cái nhà hàng mình làm cái vỏ trứng ngày xưa mình cũng ngu lắm mình đem về mình bỏ vô cái máy xay cho nó nhỏ thì nó hư luôn cái máy và bây giờ khi học được kinh nghiệm của người khác thì mình cho anh vô cái túi ni lông và mình mang đôi giày ống mình đạp cho nó nhỏ rồi mình bỏ vào vườn thì nó sẽ hạn chế được cái một số sơn ở cả nhà tại vì người ta nói vỏ trứng nó sẽ làm cũng như một cái chất đạm một cái chất tốt cho vườn và khi cái vỏ trứng này được đạp nhỏ thì nó sẽ là con dao nó khứa nó cắt những con sên kêu là nut snacking, thì nó sẽ không có ăn rau của mình tụi sên nó rất là ghét vỏ trứng. Cũng như bả cà phê nó cũng cũng có cái chất là vừa bón cây và nó cũng chống sên. Nhưng mình đã bị một cái kinh nghiệm ngu là hồi trước mình bỏ cái bả cà phê vô cái chậu thì nguyên một chậu húng cây húng láng mình chết hết cả nhà. Thì qua cái kinh nghiệm đó mình cũng nói lại cái ngu của mình là bả cà phê đừng bao giờ cho vô cái chậu mà chỉ được rải ở trong cái vườn đất thoáng, thông thoáng như vậy thì nên rải. Còn nếu không mà, nếu mà nhà nào không có điều kiện mà để trồng ở vườn á, mà chỉ trồng trong chậu thì đừng nên, đừng nên bỏ bả cà phê tuyệt đối sẽ bị mốc và hư luôn cây của mình. Có thể cái lượng cà phê nó quá nhiều làm chết cây hoặc nó bị mốc như thế nào mình không biết đó là cái ngu và cái khô mà mình đã rút kinh nghiệm nhiều năm cả nhà đó, bây giờ qua một ngày mình phơi mình cứ xới lên xới xuống như vậy để cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vô nó làm cho khô cái lá tí tô của mình nhưng mà cũng không khả quan đâu cả nhà qua cái cách thử đó thì cũng không tốt và mình cứ phải canh trời mưa hay trời nắng nó bưng chạy ra chạy vô phát mệt luôn sau cùng mình lấy cái túi lưới 6 tầng này cái túi lưới 6 tầng này mình mua ở thê mu mấy năm rồi và mình phơi sau khi phơi thì rút kinh nghiệm cũng là không có tốt tại vì 6 tầng thì nó chỉ khô tầng trên mấy tầng dưới cũng không tốt và nó phải cần treo lên từ một chỗ thiệt là cao tại vì nó dài thòn đó sau khi rút kinh nghiệm cái ngu là ngày nữa thì mình đã đi đặt mua thêm những cái túi lưới treo nhưng mà chỉ hai tầng thì kết quả như ý nhưng lúc này thì nó không có chiếm bề dài nữa mà lại chiếm bề ngang <laughs> đây cả nhà ta thấy mình có một cái nhà nhỏ để đồ dụng cụ vườn thì trong cái nhà này rất nóng mình nếu mà mình có những túi nhỏ mình đem vô đây mình treo thì mình không sợ trời trời mưa cả nhà mình yên tâm mình đi làm còn những cái túi mà treo ở ngoài theo mấy cái cái vàng cây á thì là cũng không yên tâm là bắt buộc phải để trong gara hay để trong nhà thôi đây một số mình đã để trong gara treo trong gara lúc này là chỉ mới có xài tới cái tua cái túi lưới 6 tầng chưa có xài tới cái túi 2 tầng. Cái gara của mình mình treo thử coi nó có bị ẩm mốc không thì thấy nó rất là tốt, nó khô khô quắn quéo rồi luôn. Nhưng mà nó lại cái này, này nó lại là bây giờ lại có cái lợi điểm là trong gara thì nó ít chỗ thì nó chỉ cần một cái dài thòn treo như vậy thì nó lại thấy ok hơn nhiều cái kia, nhưng mà nó vẫn khô lâu hơn là cái những cái túi 2 tầng như vậy. Đây cả nhà thấy cái túi 2 tầng nếu mà trời nắng tốt á cả nhà tầm tháng 8 đó là nắng tốt và mình làm những cái này rất là tốt luôn. Chứ bây giờ mà nếu mà tháng 9 tháng 10 thì khó sẽ không bằng. Tháng 8 mà trời nắng mà phơi túi hai tuần này là chỉ trong vòng hai buổi, hai buổi trưa nắng gắt là coi như nó khô quắn béo. rồi mình sẽ đem vô nhà và mình bỏ vô một cái xô. Và cái xô đó mình sẽ khoan những cái lỗ rất là bé tí ti. Mình để cho nó thông thoáng hoặc là mình đậy kính cũng được để dành mỗi ngày mình bỏ vô một cái nước nóng mà mình hãm làm trà uống. Mình hay uống thay đổi tùm lum hết. Bữa thì trà tiết tô, bữa thì là trà hoa cốt rồi mình uống chung với một tí mật ong. Tại mình cũng không thích uống một loại mà uống liên tục trong một tháng, hai tháng. Mình thay đổi rất rất là nhiều luôn. để cả nhà nhìn thấy nó có hai tuần hoặc là ba tầng mua cũng rẻ cả nhà ở tây mua bán có khoảng ba bốn đồng một cái mà mình đặt một lần hả 10 cái luôn tại không thích đặt tới đặt lui đặt một lần nó có khi mười mấy ngày nó mới giao thành ra bực mình mua một lần cái này mình mình phơi khô cũng được cả nhà khô cách ra hay là khô gì mà nó chưa có. chắc chắn khô á mình đem ra mình khơi khơi cũng rất tốt không có bị rùi bu không mà con rùi nó bu vô nó đẻ trứng thì sẽ bị có giòi mình rất là sợ Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà Bye bye cả nhà chúc cả nhà mọi sự lành vạn sự an Bye bye